Chào tất cả các em học sinh khối 4. Cô giới thiệu cô là cô giáo Đặng Thị Kim Yến. Cô rất vui vì lại tiếp tục đồng hành với các em trong việc học tập tại nhà. Được biết, trong thời gian qua, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì các cô giáo chủ nhiệm của các em đã giao những nhiệm vụ cho các em học tại nhà để ôn tập kiến thức cũ. Và cô thấy các em đã thực hiện những nhiệm vụ đó rất tốt. Video lần này cô sẽ hướng dẫn các em một bài mới trong tuần 21 của tiết luyện từ và câu. Để học tốt, cô có một số lưu ý, đó là khi học các em chú ý lắng nghe cô giảng và đồng thời là chuẩn bị các đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút, thước đầy đủ. Và trong quá trình nghe giảng, nếu như chỗ nào các em nghe chưa rõ, các em có thể quay video lại để nghe thêm. Và trong quá trình giảng, cô có giao một số nhiệm vụ để các em thao tác trong vở hoặc trên sách giáo khoa. Thì các em có thể bấm dừng video lại để thực hiện nhiệm vụ. Sau đó các em mở ra và tiếp tục nghe giảng. Đấy là cách để các em học tốt thông qua video. Vậy chúng ta đã hiểu cách làm rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu vào tiết học mới nhé. Các em thân mến, ở tuần 19, tuần 20, các em đã được tìm hiểu về câu kể ai làm gì. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn thêm cho các em một loại câu kể nữa. Đó là câu kể ai thế nào. Qua tiết luyện từ và câu, bài câu kể ai thế nào. Mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 2, trang 23. Và sau tiết học này, cô mong là các em có thể nhận biết được câu kể ai thế nào, xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu kể ai thế nào và sử dụng những câu kể ai thế nào để kể về những người bạn trong tổ của mình. Để đạt được những mục tiêu trên, chúng ta sẽ cùng trải qua 3 phần chính. Đó là phần nhận xét, tiếp theo là phần ghi nhớ. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào làm bài tập ở phần luyện tập. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu phần nhận xét. Trong phần nhận xét có 5 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là các em hãy cùng cô đọc đoạn văn sau. Bên đường cây cối xanh um, nhà cửa thưa thớt dần, đàn voi bước đi chậm rãi, chúng thật hiền lành. Người quảng tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Để trước khi đi tiếp các yêu cầu tiếp theo, thì chúng ta phải xác định trong đoạn văn này có bao nhiêu câu. Các em đến cùng cô. Câu thứ nhất, đó là bên đường cây cối xanh um. Câu thứ hai, nhà cửa thưa thớt dần. Câu số 3, đàn voi bước đi chậm rãi. Câu số 4, chúng thật hiền lành. Câu số 5, người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Câu số 6, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Câu số 7, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Đoạn đoạn văn trên có 7 câu. Chúng ta tìm hiểu qua yêu cầu thứ hai, đó là tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở đoạn văn. Ở yêu cầu này, các em hãy vận dụng những kiến thức mà các em đã nắm được ở các tiết trước về đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Sau đó các em dùng bút chì gạch chăng những từ đó vào trong đoạn văn trong sách. Và kết quả của cô là những từ ngữ đó là từ xanh âm, từ thưa thớt dần, từ thật hiền lành, trẻ và thật khỏe mạnh. Đây là những câu văn có những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái. Những câu văn số 3, số 5 và số 7 không có những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái. Và vì sao thì các em hãy lắng nghe cô giải thích. Ở câu 3, đàn voi bước đi chậm rãi. Trong câu này,
Từ bước đi là từ chỉ hoạt động của đàn voi, còn từ chậm rãi là miêu tả hoạt động đó. Chính vì thế, câu số 3 thuộc kiểu câu kể ai làm gì. Câu số 5, người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Hoạt động của người quản tượng là ngồi, và từ vắt vẻo để miêu tả cho hoạt động ngồi. Vì thế, câu số 5 cũng thuộc kiểu câu kể ai làm gì. Tương tự, câu số 7, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Và trong này, cúi xuống là hoạt động của anh. Và câu này cũng thuộc kiểu câu kể ai làm gì. Vậy những từ ngữ trong ba câu này đều không phải là những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật. Các em đã rõ chưa? Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại những câu văn mà chúng ta đã tìm được. Câu văn thứ nhất, bên đường cây cối xanh um, có từ ngữ đó là từ xanh um. Và những từ còn lại là từ thưa thớt dần, thật hiền lành, trẻ và thật khỏe mạnh. Đây là những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của những sự vật có trong câu. Chính vì thế, những câu văn này là câu kể ai thế nào. Chúng ta đi tiếp qua yêu cầu thứ ba. Các em hãy đặt câu hỏi cho những từ vừa tìm được. Các em cùng suy nghĩ và đặt câu hỏi cho những từ ngữ mà cô đã tô màu đỏ ở trên. Đối với câu thứ nhất, bên đường cây cối xanh um, đặc điểm của cây cối là gì thì chúng ta đặt câu hỏi là bên đường cây cối thế nào. Câu thứ hai, để muốn biết được đặc điểm của nhà cửa thì chúng ta đặt câu hỏi là nhà cửa thế nào. Câu thứ ba, muốn biết được đặc điểm của chúng, chúng ở đây là đàn voi, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng thế nào. Và muốn biết được đặc điểm của anh ở đây là người quản tượng đó, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là anh thế nào. Những từ ngữ là câu trả lời cho câu hỏi thế nào, đó là những từ ngữ chỉ đặc điểm, trạng thái hoặc tính chất, và đó cũng chính là vị ngữ của câu kể ai thế nào. Và cô có kết luận như sau: bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào chính là bộ phận vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Chúng ta đi tiếp qua yêu cầu thứ tư, tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu. Bây giờ các em tìm những từ chỉ sự vật trong bốn câu trên. Kết quả của cô là câu đầu tiên là cây cối, câu thứ hai là nhà cửa, câu thứ ba sự vật là chúng, và câu thứ tư sự vật là anh. Yêu cầu thứ năm, các em hãy đặt câu hỏi cho những từ chúng ta vừa tìm được. Ở câu đầu tiên, sự vật ở đây là cây cối, thì khi hỏi, chúng ta đặt câu hỏi như sau: bên đường cái gì xanh um? Tương tự như thế, ở ba câu còn lại, các em hãy đặt câu hỏi cho những từ mà cô đã gặp chăng. Và kết quả của cô là cái gì thưa thớt dần, ai thật hiền lành, ai trẻ và thật khỏe mạnh. Vậy những từ chỉ sự vật là những từ ngữ trả lời cho các câu hỏi ai, cái gì, con gì, và đó cũng chính là bộ phận chủ ngữ trong câu kể ai thế nào. Vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong phần nhận xét. Các em đã biết được đâu là câu kể ai thế nào, và biết được hai bộ phận chính trong câu kể ai thế nào, đó chính là bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ. Trong đó, bộ phận chủ ngữ
trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận vị nữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Các em cùng quan sát lại các câu văn mình đã tìm thấy, tìm được. Đồng thời các em dùng bút chì viết dấu gạch chéo để ngăn cách hai bộ phận chủ ngữ và vị ngữ, đồng thời gạch chân hai bộ phận đó. Các em trình bày giống như cô. Chúng ta tiếp tục qua nội dung tiếp theo. Phần ghi nhớ. Các em hãy học thuộc phần ghi nhớ cho cô. Câu kể A thế nào gồm có hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là bộ phận chủ ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận tiếp theo là bộ phận vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi thế nào. Vậy là cô đã hướng dẫn các em phần nhận xét, sau đó rút ra được ghi nhớ của bài học để áp dụng những kiến thức mà chúng ta vừa học xong. Mời các em tiếp tục sang phần luyện tập. Trong phần luyện tập có hai bài tập. Bài tập 1, đọc và trả lời câu hỏi. Các em hãy đọc đoạn văn sau. Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường, căn nhà trống vắng, những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh qua hồn nhiên sở lỡ, anh đức lầm lì ít món, còn anh tịnh thì vĩnh đạt chu đáo. Để trả lời cho các câu hỏi, trước tiên các em phải xác định trong đoạn văn trên có bao nhiêu câu và trong đoạn văn này có 6 câu đấy các em ạ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu yêu cầu A, tìm các câu kể A thế nào trong đoạn văn trên. Để tìm các câu kể A thế nào, các em hãy dùng bút chì suy nghĩ, vận dụng những gì đã học được để đánh dấu vào những câu mà các em cho là câu kể A thế nào. Và kết quả của cô là những câu kể ai thế nào là câu thứ nhất. Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Câu thứ hai là căn nhà trống vắng. Câu thứ tư, anh khoa hồn nhiên sở lữ. Câu thứ năm, anh đức làm mì ít nói. Và câu thứ sáu là còn anh tịnh thì vẫn đạt tu đá. Vậy câu thứ ba không phải là câu kể ai thế nào, mà đó là câu kể ai làm gì đấy các em. Chúng ta tiếp tục qua yêu cầu tiếp theo. Các em hãy quan sát lại những câu văn mà chúng ta đã tìm được. Sau đây ở câu văn thứ nhất, cô sẽ giải thích cho các em vì sao chúng ta xác định đây là câu kể ai thế nào. Các em thấy ở đây từ chỉ sự vật là những người con, và cũng lớn lên là bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào, lần lượt lên đường là bộ phận trả lời cho câu hỏi làm gì. Vì bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào đứng trước nên chúng ta xác định câu thứ nhất là câu kể ai thế nào, còn những câu còn lại đương nhiên là những câu kể ai thế nào rồi các em ạ. Yêu cầu tiếp theo đó là các em phải xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu kể ai thế nào. Câu thứ nhất, để xác định được chủ ngữ của câu rồi những người con cũng lớn lên và làm được lên đường, chúng ta sẽ đặt câu hỏi ai cũng lớn lên và làm được lên đường. Những người con cũng lớn lên và làm được lên đường. Vậy những người con là chủ ngữ. Để xác định bộ phận vị ngữ cho câu thứ nhất, chúng ta đặt câu hỏi rồi những người con thế nào. Rồi những người con cũng lớn lên và làm việc lên đường. Vậy cũng lớn lên và làm việc lên đường là bộ phận vị ngữ cho câu thứ nhất. Câu thứ hai, để xác định chủ ngữ cho câu thứ hai, cô đặt câu hỏi cái gì trống vắng.
là trống vắng. Vậy căn nhà là của ngữ. Để xác định vị ngữ, cô đặt câu hỏi: căn nhà thế nào? Căn nhà trống vắng. Vậy trống vắng là bộ phận vị ngữ. Câu thứ tư. Để xác định chủ ngữ cho câu thứ tư, cô đặt câu hỏi: ai thường niên sử lữ? Câu trả lời là: anh Khoa thường niên sử lữ. Vậy anh Khoa là bộ phận chủ ngữ. Để xác định bộ phận chủ ngữ, cô đặt câu hỏi: anh Khoa thế nào? Là anh Khoa thường niên sử lữ. Vậy thường niên sử lữ là bộ phận chủ ngữ. Câu số 5. Anh Đức là người ít nói. Để xác định chủ ngữ, cô đặt câu hỏi: ai là người ít nói? Anh Đức là người ít nói. Vậy anh Đức là chủ ngữ của câu. Để xác định vị ngữ, cô đặt câu hỏi: anh Đức thế nào? Anh Đức là người ít nói. Vậy bộ phận vị ngữ là lòng lì ít nói. Câu thứ 6. Để xác định chủ ngữ, cô đặt câu hỏi: còn ai thì đỉnh đạt chu đáo? Câu trả lời là: còn âm tịnh thì đỉnh đạt chu đáo. Vậy âm tịnh chính là bộ phận chủ ngữ. Để tìm xác định vị ngữ, cô đặt câu hỏi: còn âm tịnh thế nào? Còn âm tịnh thì đỉnh đạt chu đáo. Vậy đỉnh đạt tư đáo là bộ phận vị ngữ. Như thế là chúng ta đã thực hiện xong bài tập thứ nhất. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài tập thứ hai. Bài tập này yêu cầu các em hãy kể về các bạn trong tổ của em. Trong lời kể có sử dụng một số câu kể ai thế nào. Để thực hiện bài tập này, cô có một số gợi ý như sau. Đó là khi kể, các em cần phải lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu của bạn. Và khi kể, chúng ta kể tránh trùng lặp một đặc điểm với nhiều bạn. Cô có một số từ ngữ chỉ đặc điểm của học sinh gợi ý cho các em như sau. Từ chăm chỉ, xinh xắn, dễ thương, vui tính, hiền lành, nghịch ngợm, cao to, gầy gò, vân vân. Và khi kể, tôi ví dụ một số câu kể như sau. Bạn Mai xinh xắn. Thay vì các em kể về một đặc điểm của bạn, các em có thể sử dụng các câu văn với hai hoặc là ba đặc điểm của một bạn cũng được. Hoặc là các em có thể sử dụng một số biện pháp phân từ trong câu kể sẽ giúp cho câu văn thêm hay hơn và phong phú hơn. Ngoài ra, trong một câu văn, các em có thể kết hợp kể 2 đến 3 bạn. Và không chỉ kể một câu văn mà chúng ta thực hiện nói một đoạn văn để giới thiệu chung về các bạn thân tổ của mình nữa. Các em hãy thực hiện trước nhé những lời kể của mình ra giấy. Sau đó, các em hãy kể về những bạn thân nhóm thân tổ của mình cho gia đình, ba mẹ, anh chị, ông bà các em nghe. Các em cùng thực hiện nhé. Vậy là trong video lần này cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu một bài mới. Đó là bài Câu kể ai thế nào. Hy vọng là các em sẽ nắm được kiến thức và vận dụng thật tốt trong đời sống. Và trong các video tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em sâu hơn về chủ ngữ, vị ngữ của câu kể ai thế nào. Các em tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé. Và cô có một số dặn dò khi các em học tập tại nhà. Đó là chúng ta thường xuyên ôn tập những kiến thức cũ. Và đồng thời là trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh thì chúng ta hạn chế đi ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người, giữ vệ sinh cơ thân thể thật kỹ nè, rồi nhắc nhở mọi người trong gia đình thực hiện theo nữa. Chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe và
Hẹn gặp các em trong những video tiếp theo nhé.